rồi xin chào bà con nha đầu video thì cũng cho phép ly chung à, xin kính chúc tất cả quý bà con à, những người à, đang à, yêu cái nghề nông nha bà con <laughs> mà đặc biệt nhất là cái nghề trồng lúa nè thì à, mấy ngày vừa qua thì cũng đang xôn xao với vụ bà con mình à, à, cũng vào cái việc mà trị rầy nó khó khăn đó ở vùng bà con mình đó, thì thường xuất hiện cái rầy cánh trắng này kia đó rồi có nhiều anh chị thì uh, tham khảo nhiều cái cách làm nhưng mà nó không đạt hiệu quả. Rồi uh, cũng có nhiều uh, thánh thì vào chỉ để mà nhằm cái mục đích là bán thuốc rồi này kia để nâng cái lợi nhuận. Thì uh, Lê Trung cũng đã làm một cái clip hướng dẫn cho bà con mình về cái cách phòng rầy. Nhưng mà Lê Trung chưa có hướng dẫn cho bà con mình là phòng rầy cánh trắng ha. Thì ngày nay thì uh, trên cái clip này thì Lê Trung uh, trước tiên thì cũng có một cái uh, À, bà con cũng đang quan tâm tới cái vấn đề mà <laughs> vàng lá chín sớm nè à, Cái bà con này thì bảo á, là cái bệnh vàng lá chín sớm Cũng đã hỏi thăm à, ông Tổ à, nghề à, nông rồi à, Chưa biết lúa của người ta là bao nhiêu ngày Và chưa biết lúa của người ta có xịt rầy hay chưa Và chưa biết cái trà lúa của người ta có rầy hay không Thì phán như đúng rồi là cứ bảo là lúa bị cháy rầy à thì thôi người ta không chỉ thì ngày hôm nay á, Lê Trung cũng chia sẻ lại một ít cái quan điểm của Lê Trung cũng như là kinh nghiệm của riêng Lê Trung về cái việc mà quản quản lý cái bệnh vàng lá chính sớm à, cái cách riêng của Lê Trung thôi nha bà con để cho bà con mình tham khảo thôi à, thấy được thì bà con mình test thử rồi bà con mình xài đối với cái uh, bệnh mà vàng lá chín sớm thì bà con mình phòng ngừa đơn giản thôi bà con không có cái gì mà phức tạp quá đâu <laughs> bệnh vàng lá chín sớm thì nó thường xuất hiện vào giai đoạn từ lúa chúng ta nó bắt đầu ôm bắp trở về đi tức là từ lúc mà lúa chúng ta chuẩn bị uh, trổ đó cho tới lúc mà chín bệnh vàng lá chín sớm thì nó xuất hiện ở trước tiên là những cái lá già sau nó lan dần lên những cái lá ở trên cùng tức là những cái lá phía dưới xong rồi lên tới cái lá đài khi mà nó vàng hết cái đám ruộng thì nó mất năng sức cũng rất là nhiều nha bà con nha đó thì bà con mà rất là quan tâm về cái vấn đề này đó thì cái vấn đề mà bệnh bằng lá chính sớm này thì bà con mình phòng người dễ thôi, bà không? không có nhiều tiền á, <laughs> bà con mình phun hai cử, à, một cử nó rơi vào tầm khoảng trăm mấy ngàn thôi, là là bà con mình giải quyết dứt điểm thôi. Đó, như đây đây chung đây thì đây chung cũng có phòng ở giai đoạn 40 ngày, <laughs> khi lúa chúng ta bón phân đón đồng đó, bà con mình phun cho đây chung một cử đi, rồi khi lúa bà con mình lẹt sẹt, trổ một hai bông bà con phun một cử nữa, là hai cử thôi không cần nhiều và cái giá thành nó thì nó cũng rẻ thôi nó tầm khoảng một trăm mấy ngàn một lần phun thôi cho một hecta thì chỉ cần bà con mình phun hai cái giai đoạn đó thôi một giai đoạn là, là uh, lúa mình chuẩn bị có đồng và giai đoạn thứ hai là lúa mình nó, nó trổ lẹt sạc thôi là ok bảo đảm như bà con mình khi bà con mình phun như vậy là lúa của mình nó nó không có bị bằng lá chín sớm và cái thứ hai nữa là nó giữ cho bộ lá đài của bà con mình rất là đẹp ở trên kênh của Lý Trung thì Lý Trung cũng đã có chia sẻ một cái clip mà Lý Trung uh, chia sẻ với con một cái cách để mà mình giữ cái bộ lá đài rồi. Ngày hôm nay Lý Trung xin phép làm một clip ngắn nói lại về cái vấn đề mà bà phòng ngừa cái bệnh vàng lá chín sớm. Khi mà bà con mình phòng ngừa bằng cái bệnh vàng lá chín sớm theo cách của Lý Trung á thì thứ nhất lúa của bà con mình sẽ không bị vàng lá chín sớm thứ hai nó sẽ bảo vệ cái lá đồng của bà con mình rất là đẹp. Nó nó xanh, nó xanh bền, xanh tấn khi thu hoạch luôn nếu bà con mình sử dụng theo cách của Lê Chung đó, thì Lê Chung ừ, thấy là cũng khá là ok. Đó. Nhưng mà Lê Chung không khuyến khích bà con mình làm theo bà con mình chỉ tham khảo thôi nha. Đó. thì nó có ba cái dòng sản phẩm để hỗ trợ cho bà con mình ở cái bệnh này. Cái dòng sản phẩm đầu tiên đó là cái dòng sản phẩm Anvin. Bà con mình xài An viên nhái, viên nhập, viên chính hãng, viên gì cũng được. Bà con mình phun cho Lê Chung một cái cửa ở cái giai đoạn lúa mình đang chuẩn bị có đồng tức là 40 mươi mấy ngày đó mà con mình xịt một cử đi đó. còn không nữa thì bà con mình xài các cái dòng ma Z ma Z thì nó có nhiều loại lắm bà con mình cứ ra đại lý hoặc là kêu đưa cái ma Z cho tôi là là đưa đó bà con mình đem về bà con phùng và một dòng nữa đó là cái dòng di than than thì di than nó cũng có nhiều dòng thì nó trong đó giờ cũng hoạt chất nó cũng có micro z rồi nó thêm một vài hoạt chất nữa thôi nó có cái tên nó khác nhau thôi Đấy, chứ đa số là trong những cái dòng mà lê trung giới thiệu cho bà con mình nó đều có chất micro z đó còn cái an vin thì nó 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 thuộc cái dòng khác đó thì khi mà bà con mình phun vậy cái bộ lá đài của cái lúa bà con mình rất là đẹp là, là nó không có bị cái vàng lá chín sớm nữa Đó thì có bà con mình hỏi nó phun ở cái giai đoạn nào thì nó hợp lý thì thường là chúng phun ở cái giai đoạn là khoảng 40 ngày khi mà chúng ta bón phân đóng độc xong là chúng ta pho, là là chúng ta phun và khi chúng ta trổ lúa chúng ta nó trổ lên á. <laughs> trổ lẹt sẹt một hai bông là bà phun mình bà con mình phun lại một cử nữa là nó đảm bảo chỉ cần hai cử thôi và một cử nó không có nhiều tiền đâu bà con ví dụ như một chai ăn vin, bây giờ nó cũng không có nhiều tiền một mẫu bà con mình xài cho hai chai thì nó cũng xài đúp xài mút sơ mum luôn nó cũng hai ba trăm ngàn mà bà con mình xài tiết kiệm thì bà con thôi bà con mình xài một mẫu con chai thôi. Ăn viên nhập thì nó trăm mấy còn ăn viên nhái, ăn viên mà kiểu dạng viên mà mà lấy công thức làm cái như này rồi đăng ký bản quyền bằng cái tên khác. Thì nó có mấy chục ngàn, trăm ngàn Vậy con chai mình xài cho ông mẫu rồi. Còn cái ba Maco Z thì nó 180 200 ngàn thì bà con mình một ký nó 180 200 ngàn bà con mình phun cho ông mẫu. Là bà con mình xài nặng còn nếu mà bà con mình phun tiết kiệm xíu thì bà con mình phun ký hai mẫu hai mẫu cũng được mà còn không hai cử ừ, là bảo đảm ok ừ. rồi còn một cái vấn đề nữa thì sẵn trên cái clip này thì lý trung cũng chia sẻ luôn là có một vài vị khán giả chắc cũng là mới mới vào nghề nông cũng mới mới làm ruộng hay sao cũng hỏi lý trung đó là à, cái bệnh đậu ôn lá mình ngừa vào cái giai đoạn nào là nó hợp lý nhất thì đối với cái bệnh ờ uh, bệnh đậu lá thì mình ngừa ở cái giai đoạn là ví dụ mình, mình ngừa khoảng hai mấy ngày đó bà con mình bón phân được hai xong rồi bà con mình ngừa và bà con mình hỏi là khoảng bao nhiêu ngày thì mình ngừa một lần ví dụ như là ví dụ như bà con mình sẽ uh, tùy theo bà con mình xài thuốc thôi ví dụ như thuốc mà bà con mình xài thuốc xịn thì bà con mình để cho nó lâu lâu một xíu 10 ngày 12 hai ngày đó. rồi bà con mình uh, thuốc nó hơi giảm giảm thì bà con mình tám chín ngày 10 ngày đó rồi thí dụ như là bà con mình tùy theo cái tình hình của các cái sương mu sương muối sương mù nó nhiều hay ít cứ đơn giản thí dụ như bà con mình ngừa theo cái cách của ly chung Thí dụ như 10 ngày mà, thì tùy theo thuốc đó là bà con mình bà con mình ngừa <laughs> rồi thí dụ như á thí <laughs> dụ như bà con mình ngừa ở cái giai đoạn đó mà lỡ mà thí dụ như nó nó có sương muối nó nhiều đó bà con mình để 10 ngày 12 ngày thì ông yên tâm thì bà con mình cứ thấy có sưng sưng muối sương mù nhiều đó <laughs> là bà con mình là quất nó liền ví dụ như mà mình canh mình tám chín ngày mà nó lỡ mình có sưng muối sớm thì bà con mình quất luôn cũng được tại vì cái đó là cái cái cái, cái tình hình nó 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 nó, nó ngoài ngoài cái 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 dự định của mình đó. chứ còn bây giờ nói giờ bây giờ là ngừa thì giai đoạn nó thì thường là nó như vậy thường nếu mà nó không có bắt trắc, thời tiết nó không khắc nghiệt không có bị này bị kia thì thường là nói chung sẽ phun 10 ngày nói chung phun một lần về cái vấn đề đậu ong đó còn nếu mà thời cái, cái cái thời tiết nó nó khắc nghiệt hơn xíu nó sương muối sương mù nó nhiều thì mình canh theo cái cử mình mình dịch lại mình canh theo cái thể cái cái cái, cái đồ hiệu quả của thuốc đó thì mình 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 phun ví dụ như thường là cái thuốc nó tầm khoảng 7 tám ngày nó khuyến cáo 10 ngày 15 ngày chứ mà con mình phun ra chừng 10 ngày là nó hết hiệu lực rồi nếu tầm khoảng 7 tám ngày bà con mình thấy sương muối sương mù mà nó nhiều sáng sớm mình ra thấy mù trời ra là bà con mình nên đi thăm đồng nha còn mình nên thăm đồng liền nó để mà thí dụ như mình phát hiện mình thấy nó có vết chấm kim thì mình phun luôn chứ không có đợi đó, tại vì cái sương muối á, nó nó độ ẩm nó rất là cao nó mà lúa mà mình mà độ ẩm nó cao cái nhiệt độ biên độ nhiệt ngày và đêm nó trên lệch cao quá thì cái nấm đậu ôn nó rất là là, là mê nó, nó sẽ tấn công liền nó làm hư lúa mình hư rất là nhiều về cái vấn đề mà bệnh đậu ôn là hư lúa thì bà con mình cũng nắm được rồi đó còn về cái dòng thuốc bà, trị bệnh đậu ôn thì bà con mình ra đại lý kêu nó bán đậu ôn thì ví dụ như bà con mình xài thì bà con mình cũng biết rồi đi chung đã chia sẻ nhiều dòng rồi thì bà con mình tham khảo ha chứ bây giờ mỗi một clip mà lại chung đều đưa lên một cái tên sản phẩm hết thì thì người mất công người ta nói lý chung là chung lại quảng cáo sản phẩm nữa bán thuốc này kia đó. thì lại chung chia sẻ với bà con mình nó chung chung vậy đi giống như nó nhiều dòng thuốc bà con mình xài thuốc xịn xịn ở Takana nè rồi, ba cái bấm nè rồi những cái dòng thuốc xịn đó lại chung xài thuốc đơn giản mà con thuốc nào thấy họ thấy hiệu quả thì lại chung xài thôi chứ lời chung không có thiên về cái thuốc của cái công ty nào cũng như là không có thiên về thuốc chính hãng hay là thuốc um, thuốc pha ke vậy đó thuốc pha ke bây giờ nhiều khi nó còn ngon hơn thuốc chính hãng thuốc chính hãng mất tiền quá bắt đầu nó nó dễ làm giả lắm còn thuốc pha ke thí dụ thuốc pha ke nó rẻ mà mình kiểm tra cái hoạt chất ở trên cái cái bao bì đó. thường cái thuốc cái thuốc pha ke nó nó rẻ hơn nó ít làm giả lắm không ít làm giả lắm tại vì nó làm giả nó không có lời đó. còn cái hàng cái hàng nó cái hàng mắc tiền làm giả nó mới có lời ví dụ như một, một, một bịch thuốc xịn nó nó ra vài trăm ngàn một chai thuốc xịn nó ra vài trăm ngàn thì làm giả nó mới có lời chứ còn thứ mình ba cái thuốc pha ke nó có mấy chục ngàn chai nó làm giả đâu có lời đâu nó cũng ít làm giả lắm. thường là bà con mình thấy là thuốc giả là toàn những cái thuốc hiệu không? thuốc xịn không phân giả cũng vậy toàn những công ty lớn công ty xịn không nó nhái theo nó làm giả theo thì nó mới có lời nhiều như bà con mình thấy lúa này chung đây nó này nó dâu gạo đã lúa này lúa đại thay à, lúa om mười tám rồi không? cặp bờ con mình thấy nó phúng lúa ra nhìn thấy ghiền không đây thì nói chung chỉ uh, sử dụng thuốc pha ke không bà con ơi. màu lá lúa thì nói chung cũng gọi là tạm ổn thôi chứ không đẹp đâu <laughs> thì uh, trên cái clip này thì chung cũng chia sẻ vậy thôi nếu mà muốn mình uh, ngừa cái bệnh vàng lá chín sớm á, thì 40 ngày đi phun cử ăn viên cũng được hay là di than nè hay là maco z nó liều lượng thì nó có tr trên bao bì hết mình ra mình mua các cái dòng đó thì trên đó nó có hướng dẫn cho mình sử dụng hết ừ. còn bệnh đậu ôm thì uh, cứ 10 ngày phung phun cử thôi còn nếu mà thời tiết nó khắc nghiệt quá nó nó sương muối sương mù nhiều quá thì mình phải đi thăm đồng Ví dụ như mình mới xịt nó cách đây chừng 5 ngày thì mình khoan phun. mình xịt mình canh khoảng 7 8 ngày rồi mình phun lại tại nó có sương muối đó. Là cái 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 nấm bệnh ở dưới là nó, nó 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 gặp sương muối là nó nó mê lắm. Là nó nhào lên nó hút liền, nó quất liền nó, nó nó tại vì cái biên độ nhiệt nó giảm là cái là là cái 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 điều kiện thuận lợi cho cái, cái cái con nấm nó phát triển. Đó còn nếu mà nắng tốt rồi thời tiết nó im đẹp đó, thì bà con mình cứ 10 ngày bà con mình phun lần ví dụ như hai mấy ngày bà con mình phun cử đi bón phân đón đợi bón phong được hai xong bà con mình phun cử ngừa nhẹ nó một cái sương sương chơi chơi thôi cái ba mấy ngày bà con mình phun cử cái bốn mấy ngày bà con mình rước đồng xong bà con mình phun cử bà con mình tới bốn mấy ngày là bà con mình phun là phải quyết liệt ạ à. Bà con mình phun cho nó, nó ngon ngon xíu đừng cho nó chặn đứng cái cái mầm bệnh <laughs> để mà khi lúa mình nó, nó có ôm bắp nó trổ ra nó là nó không có bị tấn công liền tại vì bốn mấy ngày bà con mình phun xong cái bà con mình bỏ tới năm mấy ngày 60 ngày lúa nó trổ rồi bắt đầu bà con mình phun lại thì cái giai đoạn đó là bà con mình phải phun quyết liệt cho nó sạch nấm bệnh để khi mà lúa mình trổ ra là là cái nấm bệnh nó dưới ruộng mình nó không có là nó không có tấn công vô cái bông nó như bà con mình thấy cái đầu ôm của bông nó, nó thấy vậy chứ nó cũng nguy hiểm lắm lên lớp hạt thì bây giờ lên lép hạt thì bây giờ bà con mình nó vô nó lép lẫn mà nửa bông thì nó còn còn được nửa bông thấy không còn đâu không có bông nó quất vô cái nó gãy mẹ cái cổ bông rồi còn bông đâu nữa mà còn hột đâu nữa ăn Đấy. thì cũng đơn giản thì nói chung mình nắm được cái quy luật là mình làm nó dễ thôi con chứ đừng có nghe theo những cái ông tổ nghề nông đồ bài ra những cái cái thuốc mà ừ, cho nhiều nhiều vô thời xài thuốc này xịn thuốc kia không không xịn gì đó xài nhiều chết nhiều <laughs> đây lúa nói chung đây đó. rồi thì cái clip này nói chung chia sẻ vậy thôi bà con mình sẽ tham khảo ha nói chung là những cái dòng thuốc nói chung chia sẻ lên thì bà con mình xem với cái tính chất là tham khảo thôi nếu bà con mình thấy muốn áp dụng á, thì bà con mình đem về bà con mình test một hai bình một hai rò thôi đó, ví dụ nửa công hàng công gì thôi Đó, bà con mình xem độ hiệu quả nó ok thì bà con mình đem về bà con mình xài toàn diện cái diện tích đất của mình chứ bà con mình đừng có thấy nói chung rồi chia sẻ lên nhiều khi đi chung giống mấy thằng kia làm sao Lê chung bơm vô đi chung bán thuốc sao đó, mình lưu ý vậy ha để mình làm cho nó ngon đi chứ mình đừng giờ không có tin ai nói chung còn chưa tin nói chung nữa mà bà con mình đi tin người ta anh chị bà con mình cũng đừng tin Lê chung làm như trên á xem thì xem tham khảo rồi đó, là mình thấy thuốc nào thằng này nó giới thiệu thuốc gì nó xịt thuốc rồi trên lúa nó thấy ngon gì đó thì mình đem về mình thử cái mình thử nó chừng lối hay lối trên ruộng gì thí dụ như lối ngang gì này mình mua về nó bán thiếu gì mua một bịch hay bịch thuốc về mình mình phun ngang qua cái rồi mình mình để đó mình để ý thử đó. rồi còn những cái diện tích khác thì mình xài cái thuốc mình thường xài đi rồi khoan hả xài cái thuốc mà, mà mình tham khảo để xem cái nó hiệu quả không rồi mình hả, hả, hả mua về mình xài chứ để nhiều khi rồi mua về xài cái nói tiền mất tật mang nữa rồi xong rồi mất công mất lòng nó nó vậy đó rồi vậy hả bà con à, chúc bà con mình uh, trong vụ mùa này thắng lợi nha trúng mùa được giá nha lúa tám chín tấn đồ bán cho nó ngon ngon coi mấy năm nay bà con mình khổ vất vả quá hôm nay có giá rồi giá cho bà con mình trúng trúng rồi để cho bà con mình đỡ khổ rồi chào bà con nha